Những cơ sở kinh doanh nào tại 19 quận huyện ở Hà Nội được mở lại từ 12 giờ hôm nay ngày 16 tháng 9. Chiều ngày 15 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho hay, qua báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 14 tháng 9, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng trong 3 tuần gần đây có xu hướng giảm, đã hoàn thành cơ bản xét nghiệm tầm soát diện rộng trên toàn địa bàn thành phố. Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 bao phủ toàn bộ cơ bản đối tượng trong diện tiêm chủng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định từ 12 giờ hôm nay, ngày 16 tháng 9, các địa bàn trên quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 ngày 3 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được hoạt động một số cơ sở kinh doanh. Cụ thể, các quận huyện thị xã và các cơ sở kinh doanh như sau. 19 quận huyện thị xã không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tính từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 đến 18 giờ ngày 15 tháng 9, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, gồm Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ. Các quận huyện còn lại đều ghi nhận các ca COVID-19 trong cộng đồng. Các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động gồm cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử điện lạnh và đồ gia dụng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Các cơ sở kinh doanh được hoạt động trở lại này phải tuân thủ các yêu cầu Thứ nhất hoạt động theo sự quản lý giám sát kiểm tra của chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với nhân viên, thực hiện 4K, quét mã QR bắt buộc đối với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Chủ các cơ sở kinh doanh phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.